Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là The Battle Cast nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy để cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nha anh em. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Và chúng ta hôm nay tiếp tục là sự kiện Sun Uber Race Spring Kenshin anh em nhé. Mình rất thích cái con này, nó là chắc cũng khỏe đấy, mình sẽ thử mở thêm một lần. Trong chiều mở thêm một lần nữa là đẹp anh em nhỉ. Quá ngon luôn. Ok, có ra Uber Ray hay không đây? Mình hoặc mình cần những con Limited à? Rocker Cast, Mercast, Salmon, Bogo, Team Cast. Huy, lại ra con rồng này á. Con rồng này mình có quá nhiều rồi anh em ạ. Thật sự là mình có quá nhiều con rồng này rồi ấy. Con gì đấy? Meme Cast, Swimmer Cast, Salmon. Không có con mới rồi. Nhớ nên mở nó một lần không nhỉ? Nó sẽ mở nó một lần nữa nha anh em. Rồi để săn được cái con Neneko cầm trứng này. Mình rất thích con Neneko cầm trứng anh em ạ. Nó là hàng limited nha. Juliet, Sushi, Pistro, Steel Cast. Khó ra lắm anh em ạ. Khó ra mấy con hàng limited lắm. Ô, còn không ra được Uber nào luôn. Chết rồi. Ôi, không ra được Uber nào đơn anh em ơi, đen đổi rồi. Oh my god, đen thật sự luôn. Hôm nay có sự kiện gì không? À, có sự kiện, sự kiện Dragon Emperor anh em ạ. Đây, bên này này. Đây, Dragon Emperor. Trong này mình có một số con rồng mình chưa sở hữu bao giờ anh em ơi. Con này chưa này. Con robot rồng chưa này, con này chưa này. Con này có rồi này, con này chưa này. Con này có chưa nhỉ? Con này có rồi nhá. Đây đây. À, con mới anh em ạ. Con rồng mới ạ. Ui, phê thật sự luôn. Sự kiện mới, rồng mới. Và Uber Super U. Tỷ lệ 5%. Tỷ lệ 5%, bình thường là 9% anh em ạ. Ok. Rồi, mình vừa mở được thêm con rồng nữa đây. Hiện tại mình là 6/10. Sự kiện này có tận đến ngày mai cơ nó mới hết cơ anh em nhá. Nhưng hơi đáng tiếc là mình không lấy được cái con Neneko trứng anh em ạ. Hơi đáng tiếc một xíu. À, hôm nay mình sẽ chu form cho một con lên nhé. Chu form cho con đường tam tạng hoặc là một số con nào đấy. Chúng ta sẽ trade ticker. Rồi. Thì hôm qua có một bạn, mấy bạn bảo là anh chu form mấy con đấy đi xem nào. Nên chu form con gì cho đẹp. Mình hôm qua mình có cày anh em ạ, cày khá là nhiều cái cat fruit đấy. Để cho anh em xem luôn ha. Nhiều bạn bảo là anh hãy Evo con đấm bốc khắc zombie và đẩy lùi zombie. Con đó Evo nhìn đẹp, với Evo ủ su lên form 3 nhìn cũng đẹp. Chơi clone enemy đi. Ok, một bạn bảo là anh nên chu form đấy, nhưng mình đang thích chu form con Ray anh em ạ. Con đấm bốc à? Nhớ anh em bảo chu form đấm bốc anh em ạ. Cũng được, thật sự là cũng được à. Mình định chu form con này này, con Mooncast này, khá đẹp đấy. Nếu mà chu form lên được thì cũng rất ok ha. Hoặc là chu form con đấm bốc này, đấy. Con đấm bốc này lên tên chắc cũng dạng cũng rất là đẹp. Củ su à? Củ su thì không, chưa chu form được, thiếu cái purple à? Cầm quả là cái dùi cui điện anh em ạ, đẹp phết anh em. Nhưng mà tôi thích tiến hóa đường tam tạng này trước anh em ạ. Đó chính là con Mooncast đấy, con này nhá. Evo nha anh em ơi. Đấy, tiến hóa đường tam tạng. Và mình thấy, ui, nhà sư chọc đầu anh em ạ. Tiến hóa thành đường tam tạng. Rồi, thấy chưa? Đường tam tạng có quả con đa tốc độ không luôn. Trên này, trên đầu này. Sanjocas anh em ạ. Sanjocas sẽ có talent anh em ơi. Sanjocas đánh bọn Frosting ạ. Nó có slow ạ. Nó có arena attack ạ. Có weaken này. Có slow này. Có survive này. Mình nên nâng cấp cái kỹ năng survive này cho nó. Ok, được chưa anh em? Target Angel, cái này là sẽ khắc chế thêm Angel anh em ạ. Defend Boop sẽ tăng được thêm HP lên anh em ạ. Cũng được ha, mình đang có khá nhiều NP, mình đang có hơn 1000 điểm NP cơ mà. Mình cứ nâng cấp bọn này lên đi. Đảm bảo sẽ rất là khỏe anh em. Anh em sẽ không cần phải nuối tiếc bọn này đâu nhá. Rất là ngon luôn ha. Rồi. Survive, sống sót lâu hơn ạ. Slow. Con này khắc chế với cả Angel luôn á, ngon ghê ha. Chúng ta sẽ cùng test thử con này nhá.
bình thường mình khi mình chu form lên xong mình sẽ nâng full điểm cho bọn này ấy. Tầm level 10 ấy. Khả năng slow của nó sẽ bá đạo hơn rất là nhiều anh em ơi. Và sẽ có nhiều cái trường hợp mình sẽ sử dụng con này á. Nhiều con Ray sẽ được sử dụng đấy anh em ạ. Tương lai Weaken thì sẽ làm suy yếu kẻ địch anh em ơi. Mình nghĩ là sẽ nên nâng cái Weaken này sẽ ngon nè. Đây. Mình có cái Weaken đây. Nó sẽ làm giảm suy yếu sức mạnh của bọn giảm công thì phải anh em ạ, giảm công của bọn quái vật à. Của bọn monster. Như vậy là rất là hay. Chúng ta sẽ khắc chế Frosting và khắc chế thêm cả Angel. Đấy, HP up này. Thấy chưa? Ngon chưa? Talent của gọi là gì nhỉ? Đường Tam Tạng khá là bá đạo anh em ạ. Theo như mình thấy là như vậy. Rồi ok anh em nhá, chúng ta sẽ bắt đầu vào game tiếp. Và mình sẽ đánh cái gì đây? Hôm nay có cái map gì không? Có Legion State à? Vẫn Legion State thôi. Chắc là kết thúc đấy là Spring Strong Strong Dead Ambibus Scream of Catastrop. Cái gì đây? Ui, ở đây sẽ lấy được Space Cat này anh em. Chúng ta chưa lấy được cái con Space Cat này bao giờ luôn ạ. Mèo không gian ạ, available. Tất cả sẽ là Red anh em ạ. Attack R, Cyclone, ok. Rồi, chúng ta sẽ đánh cái này nhá. Ô, có Burst Maniac này, ngoài có Burst Maniac này, chiều đánh Burst Maniac là đẹp anh em nhỉ. Growing Green, nhưng mà mình sẽ đánh cái Crimson Catastrop này. Attack on R, Cyclone. Ở nhá, thử nhá. Attack on R, Cyclone. Ok anh em ơi, chúng ta sẽ cùng tìm và thử xem là sẽ đánh cái gì sẽ hợp lý nhất. Đây, nó có thông tin đây anh em. Tất cả sẽ có thông tin trên mạng nha anh em. Và mình sẽ biết trước là nó sẽ đối đầu với con gì. Đấy, để có hướng để ấy anh em nhá. Đây, nó sẽ ra có một con Red Cyclone anh em ạ, tư cách là ông chủ. Có gì đâu. Con này nó hệ gì thôi. Frosting. Oh, Frosting và hệ Red anh em ạ. Ok, mấy con này thì đơn giản quá nhờ. Như thế thì ta sẽ có thể là hạ trong vòng một nốt nhạc. Đơn giản thôi mà anh em. Xem xét lại cái thì có 5 sao thôi mà. Toàn hầu hết là Red anh em ạ. Red và Frosting. Ok nhá. Cái này tỷ lệ là gì? Tỷ lệ là granted à? Không, likely anh em ạ. Thì phải dùng mang cái này theo ha. Mark này. Rồi ok, đã xong anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ cần một team đánh Dress rất mạnh. Phải cần một team đánh Dress. Ok nhá. Đầu tiên là sẽ cần những con Mitsu trước. Sẽ cần hai con Mitsu dạng khỏe trước. Crazo Metro, Crazo Warcast. Bây giờ Dress, chủ yếu là Dress thôi. Frosting thì cần thêm thì cũng được, không có thì cũng không vấn đề gì. Red Waycast, Skeleton Cast. Con nào khắc chế Red khỏe nhờ. Thor Cast mà khắc chế bọn này thì cũng được đấy chứ nhờ. Thor chuyên gia khắc chế Red đúng không anh em. Ability đánh Strong Again và có Single Attack. Tôi đang suy nghĩ xem nên chọn con gì. Magical Flamagon, Sport Celestial Nons, Cyberpunk rất là khỏe, Face Cat. Đây là những con Super Ray anh em ạ. Crazer A, Drones. Cast Machine. Ok, đang tìm kiếm Momotaro à. Momotaro khắc chế bọn Red này rất là khỏe nhưng mà vấn đề là level hơi thấp à. Nâng cấp Momotaro lên được anh em ạ. Night Thunder Saki. Sao bảo khắc chế Red? Sao bảo khắc chế Red thôi mà. Nhầm. Có sự nhầm lẫn à. Thế này. Con này có khắc chế Red đâu. À phải đổi lên cái Night Thunder Saki này cơ. Chuyên bắn con mấy con Red nha anh em. Con này là con xạ thủ rất là khỏe.
Ok. Đang suy nghĩ xem đánh con nào red nữa. Cubilin, Pasalin, Helsetino. Ok, Gaia, Supremen. Ờ, thay con này đi anh em, thay con trên này đi. Thay theo thay bằng gì nhỉ? Amaterasu. Được chưa anh em? Nhưng con này thì lại không khắc chế red nhỉ? Con trên này không khắc chế red đúng không anh em? Thôi kệ đi anh em, đánh chắc vẫn được thôi. Mình nghĩ là nó sẽ cũng không quá khó khăn lắm đối với mình. Đánh thử nha anh em. Đáng lẽ là cầm mấy con đấy đi thì hợp lý hơn. Cứ bình tĩnh thôi, nhả xong rồi thì gọi là một đống Alonso ra vào là đẹp. Đáng lẽ nên đợi. Đáng lẽ nên đợi tí anh em ạ. Đáng lẽ mình nên đợi một chút, hơi vội rồi. Night Thunder Saki. Rồi anh em ơi, để auto đi. Chắc là map này cũng dễ thôi. Thế nhưng mình đoán là nó sẽ không quá khó khăn đối với chúng ta đâu. Đây rồi, ra đấy. Chết luôn ạ. Đáng lẽ nên để Bahamut ở phía cuối à. Cuối ra nó mới hợp lý anh em ơi. Chết hết ạ. Úi dồi ôi. Chết rồi, toang rồi. Toang rồi. Hai Thunder Saki đây rồi, vẫn giết được anh em ạ. Chuyên gia chị Red là con Thunder Saki nhưng mà không. Chúng ta đến là sức mạnh đến từ những con Mishu anh em ạ. Rồi nhưng chắc chắn là sẽ lấy cái này rồi. Chắc cú hết cái con đấy. May là con đấy nó hơi yếu. Nếu mà khỏe thì đúng là không hiểu đánh kiểu gì à. 30 kết phút rồi. Rồi chúng ta ở trong này có Ray anh em ạ. Special Gas là con nào nhỉ? Con nào vậy? Con nào vậy anh em nhỉ? Đây. Đây là một con mèo mới nhá. Con mèo này là con mèo khả năng đánh critical. Sao lắm con critical thế nhỉ? Một mèo mới và nó có berry breaker. Khá là ngon ạ. Con này nói chung là khá là ổn đấy nhỉ. Ok, lại thêm một mèo mới đến với chúng ta ha. Con dress đấy thì Crimson ở đây thì nó sẽ là kiếm được khoảng 1 triệu. Vẫn là cái R Cyclone thôi. Chắc con đỏ thôi. Và granted chắc chắn ta sẽ được kiếm được 1 triệu XP à. Cái sự kiện này sẽ còn 11 tiếng nữa. Maiden là tận 12 ngày. Burst Maniac. Khó nhằn đấy. Chúng ta sẽ cùng thử xem cái Burst Maniac như đánh như thế nào. Để chiều mình sẽ ok Burst này, xem nên chọn con nào ấy. Burst Maniac Buttercast nên đánh như thế nào sẽ hợp lý á. Ôi con này khó lắm. Con này khó cực luôn đấy. Con Maniac nào cũng sẽ rất là khó anh em ạ. Chúng ta sẽ Forest Beast. Đây là Forest Beast. Đúng rồi, Forest Beast. Đây, sẽ có thông tin về con Burst Maniac này nha, dành cho anh em ha. Rồi, sẽ có chiến thuật dành riêng nó. Một mèo bay Maniac. Dữ liệu số 60 giây. Borel. Mấy con dưới thì không quan trọng. Randy, con này thì nó sẽ là 9000 HP và 4500 dam thôi anh em ạ. Không quá khó lắm, nhưng mà tấn công tầm xa. Con tuần lộc. Một con lợn đỏ, con lợn này thì cũng không phải là quá 400.000 máu và khoảng 4800 à. Tấn công khá nhanh à. Đây này, Maniac Flying này. 2.680.000 HP và 32.000 dam. Arena đánh cực xa. Vãi lều, 640 attack anh em ạ. Con Burst Maniac này có thì rất là ngon à. Sử dụng những con mèo như Ururan. Đấy, Ururan. Zemaira là Titan Cast à. Zemaira. Nhưng mà nó phải tiến hóa rồi. Đấy, nó phải có cái dạng này cơ. Mình chưa có, mình thiếu đúng một con nữa thì để mới có con này anh em ơi. Hơi buồn. Để đánh bật Maniac Flying Cast anh em ạ. Vì chúng rất khó để đẩy lùi. Các vật phẩm như Sniper Cast và Red Cast cũng có ích. Pichicho Cast
và Sifei Cast. Ok, mình sẽ cần này Bistro và Surfei. Tôi đều có hai con này anh em nhé. Rồi, iCast sẽ là một bộ đếm hiệu quả để ngăn chặn Borel chiến thuật. Có cả Uber đề xuất trong này luôn, ở trong quả táo ạ. Ok, đây là thông tin tất cả về những cái con này chúng ta sẽ cần biết để mình đánh nhé. Cyberpunk Cast Stacking, à lại dùng để ấy rồi, con bắn xa à. Đây này, Cyberpunk này, con này tắt tiền mà nó hồi lâu lắm. Đẩy nhanh làm chậm Butterfly, Fishman, Uber đề xuất này anh em ơi. Chống kẻ thù Floating đỏ ngoài hành tinh. Ok, Super Galaxy Cosmo tầm bắn cực xa. Ok, Cyber con này không có này, con này là con Legendary. Cyber chắc là Collab rồi. Collab. Nhưng con này thì tôi có này. Con này tiến hóa anh con Ultimate Galaxy Cosmo, Super Galaxy Cosmo là được rồi, không cần phải Ultimate đâu. Khai, ngon rồi. Ok, tất cứ. Đây, nó có hướng dẫn hết anh em ạ, ngon ghê. Chiều mình sẽ đánh cái này nhá. Khai này. Balanca là con nào? Balanca là chưa bao giờ. Ui, con này chưa thấy bao giờ luôn anh em ạ. Herasit là con nào? Con này như của Trung Quốc hay Nhật Bản nhỉ? Chắc lại là kết hợp với cái bộ truyện tranh nào đấy rồi. Mèo ít hơn quỷ. Hôm nay không có nhỉ, tôi con này tìm mãi à. Mình gọi là mình săn mãi con Lizard Demon Cat thì không ra được luôn. Ok. Lufalan, Pasalan, chịu. Lufalan, à Tecoluga. Con này tôi có nhỉ? Có anh em ơi. Nó con Luffy ấy, Lufalan mà nó phải chu form ấy cơ. Ha. Vượt trội hơn cả ông chủ với tầm đánh là 4720 60 và chỉ có những kẻ thù cá nhân mạnh mẽ ở đây, sức khỏe cao đang thể hoạt động tốt 20% cơ hội chí mạng tăng tốc độ giao tranh. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ sử dụng đội hình này và hoàn toàn có thể đánh được nhá. Awaken Bahamut này, hai combat defense và một defense mà Macho Leg này, Crazy Sexy Leg Cat này, đội hình này, Crazy Way này. Nói chung nhiều con lắm anh em ạ. Và rồi thì quay trở lại với game nào. Ui, 17 phút rồi kìa mà tôi đánh được đúng một trận. Vãi lều mà. Thật sự là Moon Blitz State này. Cho có thể lấy được cái Redcast à. Monday State à. Ngày thứ hai đầu tuần à. Thế thì phải cố gắng chu phong con này anh em ơi. Cho con thành Luffy ấy. Chả biết có đủ nguyên liệu để chu form hay không. Uber Super Ray nè. Sợ không đủ nguyên liệu thôi. Đó chứ con này anh em, Luffy mũ rơm ạ. Lên khỏe lắm. Cubilin là Pasalan nè. Không phải, nhầm. Tessalan, Pasalan nè. Ôi, chỉ cần lên một cấp nữa thôi là ui. Là chiều nay mình sẽ chu form con này anh em ạ. Đủ nguyên liệu rồi. Và mang đi đấm nhau ở cái Burst Maniac luôn. Yes, chiều nay nha anh em. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nha. Bye bye.